Kính thưa quý khán thính giả, cả thế giới đang theo dõi sát sao diễn biến quanh vụ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho việc không kích tiêu diệt tướng Qasem Soleimani của Iran, một nhân vật quyền lực đứng thứ hai tại nước này và được cho là một tay đào tạo khủng bố khét tiếng để chống lại Mỹ. Mới đây nhất, vào hôm 3 tháng Giêng năm 2020, tức vừa đúng một ngày sau vụ tấn công và tiêu diệt thành công tướng Soleimani, phát biểu từ khu biệt thự Mar-a-Lago tại bang Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức gửi đi thông điệp quan trọng tới toàn thể công dân Mỹ và toàn thế giới. Bài phát biểu cũng là trong dịp đầu năm, và trong bài nói chuyện của mình, Tổng thống Donald Trump đã tái khẳng định rằng dưới sự lãnh đạo của tôi, chính sách của Hoa Kỳ là rất rõ ràng. Những kẻ khủng bố đã và đang gây hại hoặc có ý định làm hại bất kỳ người Mỹ nào, chúng tôi sẽ truy lùng các người và chúng tôi sẽ loại bỏ các người. Những lời này cũng làm cho không chỉ Iran mà những kẻ như Kim Jong-un của Triều Tiên, Tập Cận Bình của Trung Quốc phải rợn gáy. Chúng tôi xin được mời quý vị cùng theo dõi toàn văn bài phát biểu của Ngài Tổng thống Donald Trump qua thiết minh tiếng Việt và phụ đề. Xin chào tất cả quý vị. Trong vai trò là Tổng thống Hoa Kỳ, nhiệm vụ thiêng liêng nhất và cũng là niềm vinh hạnh lớn nhất của tôi đó là bảo vệ cho người dân và tổ quốc của chúng ta. Chính vì vậy mà đêm qua, theo chỉ đạo của tôi, quân đội Hoa Kỳ đã thực hiện một cuộc tấn công với độ chính xác hoàn hảo để tiêu diệt Qasem Soleimani, một kẻ khủng bố toàn cầu. Tên Soleimani đang có âm mưu hiểm độc nhằm tấn công vào các nhà ngoại giao và quân nhân Mỹ. Tuy nhiên, chúng ta đã phát hiện và có hành động cần thiết để kết liễu hắn ta. Dưới sự lãnh đạo của tôi, chính sách của Hoa Kỳ là rất rõ ràng. Những kẻ khủng bố đã và đang gây hại hoặc có ý định làm hại bất kỳ người Mỹ nào, chúng tôi sẽ truy lùng các người và chúng tôi sẽ loại bỏ các người. Chúng tôi sẽ luôn bảo vệ các nhà ngoại giao, các nhân viên và toàn bộ công dân Mỹ cùng với các đồng minh. Trong nhiều năm qua, quân đội và đội quân cách mạng vệ binh Hồi giáo Iran và lực lượng Quds tàn bạo dưới sự lãnh đạo của Soleimani đã nhắm mục tiêu vào Hoa Kỳ, khiến cho hàng trăm thường dân và quân nhân của Mỹ thương vong. Gần đây, các đợt tấn công vào các căn cứ của Hoa Kỳ ở Iraq, bao gồm các cuộc không kích bằng tên lửa, đã sát hại 4 người Mỹ và khiến 4 quân nhân của chúng ta bị thương nặng, cũng như cuộc tấn công dữ dội vào đại sứ quán của chúng ta ở Baghdad, đều được thực hiện theo sự chỉ đạo của Soleimani. Soleimani đã biến cái chết của những người vô tội thành niềm đam mê và thú vui bệnh hoạn của hắn, nhúng tay vào cả những âm mưu khủng bố ở tận New Delhi và London. Hôm nay, chúng ta hãy tưởng nhớ và tôn vinh các nạn nhân bị gây ra bởi tội ác của Soleimani, và chúng ta hãy an tâm khi biết rằng thời kỳ khủng bố của hắn ta đã kết thúc. Soleimani đã duy trì các hoạt động khủng bố gây ra tình hình bất ổn ở Trung Đông trong suốt 20 năm qua. Những gì Hoa Kỳ đã làm trong ngày hôm qua lẽ ra phải được thực hiện từ rất lâu vì nhiều sinh mạng. Mới gần đây, Soleimani đã chỉ đạo những cuộc đàn áp đẫm máu nhắm vào người biểu tình ở Iran. Bọn chúng đã tra tấn và giết hại hơn 1.000 thường dân vô tội. Hành động liên quan của chúng ta là để ngăn chặn một cuộc chiến. Chúng ta không hành động để bắt đầu một cuộc chiến. Cá nhân tôi rất tôn trọng người dân Iran. Họ là những người rất đáng khâm phục với một di sản phong phú và những tiềm năng vô hạn. Chúng tôi không tìm cách thay đổi chế độ tại Iran. Tuy nhiên, chế độ này đã tỏ ra luôn hung hăng và gây bất ổn trong khu vực. Hành vi của Iran trong việc hậu thuẫn cho các nhóm tiến quân nhằm gây bất ổn đối với các nước láng giềng phải chấm dứt ngay lập tức. Tương lai thuộc về người dân Iran, những người luôn khát khao được chung sống hòa bình và hợp tác thay vì phụ thuộc vào những tên bạo chúa chỉ biết cướp bóc tài nguyên của quốc gia để tài trợ cho các hoạt động khủng bố và đổ máu ở nước ngoài. Hoa Kỳ có quân đội mạnh nhất toàn cầu. Chúng ta cũng có lực lượng tình báo tốt nhất trên thế giới. Nếu công dân Mỹ bị đe dọa ở bất cứ đâu, chúng ta sẽ luôn xác định được mục tiêu và tôi luôn sẵn sàng thực hiện mọi hành động cần thiết. Tôi đặc biệt nhắc nhở phía Iran về điều đó. Dưới sự lãnh đạo của tôi, chúng ta đã phá hủy tất cả các lãnh địa của bọn khủng bố IS. Và gần đây, lực lượng biệt kích của Hoa Kỳ đã tiêu diệt thủ lĩnh khủng bố tên là al-Baghdadi. Thế giới này sẽ an toàn biết bao khi không còn bọn khốn nạn súc sinh đó.
Nước Mỹ sẽ luôn theo đuổi lợi ích của những người tốt, những con người vĩ đại và những linh hồn vĩ đại, đồng thời luôn tìm kiếm sự hòa bình, hợp tác và hữu nghị với tất cả các quốc gia trên thế giới. Xin cảm ơn quý vị. Cầu Chúa phù hộ cho tất cả các bạn. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng phù hộ cho quân đội vĩ đại của chúng ta. Và xin Chúa phù hộ cho Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Kính thưa quý khán thính giả, quý vị vừa theo dõi nguyên văn bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump mà chúng tôi đã thuyết minh bằng tiếng Việt. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bênh vực một cuộc không kích của Washington, hạ sát viên lãnh tướng quyền lực nhất của Iran, gạt qua một bên những lời đe dọa từ Iran rằng họ sẽ đáp trả khốc liệt. Lời lẽ mà Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cứng rắn vừa thể hiện bản lĩnh của một người đứng đầu Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ để bảo vệ lợi ích của Mỹ, để bảo vệ công dân và các nhà ngoại giao. Mỹ sẵn sàng đáp trả chứ không phải là chỉ nói suông. Trong lời bình luận đầu tiên của mình kể từ khi các giới chức quốc phòng xác nhận Mỹ đã tiến hành cuộc không kích gần sân bay quốc tế Baghdad ở Iraq vào sáng sớm ngày 3 tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump quy trách nhiệm cho viên tướng chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds của Iran là đã gây ra hàng ngàn cái chết cho công dân Mỹ và nói rằng cuộc không kích này lẽ ra phải thực hiện từ lâu. Đây là một trong những lời lẽ hết sức thẳng thắn và rõ ràng của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nó cũng là một thông điệp gửi đi cho Kim Jong-un Triều Tiên, cũng là thông điệp gửi tới Trung Quốc với những chiêu bài gây hấn trên Biển Đông, Biển Hoa Đông của Tập Cận Bình. Những người này cũng cần phải biết rằng với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông là một con người của hành động và sẵn sàng làm bất kể điều gì, chứ không phải là chỉ những lời đe dọa hoặc nói suông. Sau đó trên Twitter của mình, Tổng thống Donald Trump viết tiếp tục rằng tướng Qasem Soleimani đã sát hại hoặc gây thương tích trầm trọng cho hàng ngàn người Mỹ trong một thời gian kéo dài và còn âm mưu sát hại thêm rất nhiều người nữa. Soleimani bị căm ghét và kinh sợ. Ông ấy lẽ ra phải bị triệt hạ từ nhiều năm trước kia. Như chúng tôi đã đăng tải thông tin, trong ngày 3 tháng Giêng, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã phát biểu trên đài CNN rằng Iran và ông Soleimani đã khiến Washington không còn lựa chọn nào khác. Ngoại trưởng của Mỹ cho rằng ông Soleimani tích cực hoạch định trong khu vực để hành động, một hành động lớn như ông ấy mô tả, để đời sinh mạng của hàng chục, nếu không phải là hàng trăm người Mỹ đứng trước nguy cơ. Chúng tôi biết chuyện đó sắp xảy ra. Và các giới chức của ngũ giác đài vào khuya ngày 2 tháng Giêng chính thức xác nhận với toàn thể thế giới cuộc không kích nhắm vào Soleimani, cho biết hành động này được thực hiện theo mệnh lệnh trực tiếp của Tổng thống Donald Trump. Ngũ giác đài mô tả rằng cuộc không kích là một hành động phòng thủ quyết định để bảo vệ nhân sự của Mỹ ở nước ngoài và khuyến cáo rằng Mỹ sẽ tiếp tục có mọi hành động cần thiết để bảo vệ người dân và những lợi ích của chúng tôi ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Các quan chức Iraq cho biết cuộc không kích của Mỹ cũng hạ sát Abu Madhi và Abu Muhandis, phó chỉ huy của lực lượng dân quân Iraq do Iran hậu thuẫn, và cho rằng các giới chức hàng đầu khác cũng có thể đã bị sát hại trong chuyến xe. Lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố yêu cầu tổ chức ba ngày quốc tang và thề quyết tử trả đũa mạnh tay. Tuy nhiên, trong những giờ khắc kể từ khi hình ảnh của Qasem Soleimani bắt đầu được lan truyền trên mạng xã hội, giới chức Hoa Kỳ đã liên lạc với các đồng minh để chuẩn bị cho những gì có thể xảy ra tiếp theo. Ngoại trưởng Iran là ông Javad Zarif tố cáo cuộc không kích của Mỹ là hành động khủng bố, và trên Twitter ông mô tả đây là hành động leo thang cực kỳ nguy hiểm và ngu xuẩn. Chưa biết Iran sẽ trả đũa khi nào và bằng cách nào. Quan chức tình báo và quốc phòng của Mỹ từ lâu đã khuyến cáo về khả năng Iran dùng đến các thủ thuật phi đối xứng, chẳng hạn như khủng bố và tấn công tin tặc, nhắm mục tiêu vào Mỹ và các nước phương Tây. Nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Mike Pompeo đã gọi điện cho Ngoại trưởng Anh là ông Dominic Graf và Ngoại trưởng Đức là Heiko Maas để bàn về hành động phòng thủ loại trừ.
Masolania và cảm ơn họ vì các phát biểu gần đây xác nhận mối đe dọa hùng hằng tiếp diễn từ Iran và lực lượng Quds. Ngoại trưởng Mỹ ngày 3 tháng Giêng cũng trao đổi với Tổng thống Afghanistan, ông Ashraf Ghani và Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, tướng Qamar Javed Bajah. Trong những ngày tháng cận kề, cuộc không kích nhắm vào Soleimani, Mỹ đã rũ bỏ các quan ngại rằng leo thang căng thẳng có thể dẫn tới chiến tranh. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với báo giới hôm 31 tháng 12 rằng tôi không nghĩ Iran muốn điều đó xảy ra. Mỹ đã triển khai 750 binh sĩ tới Kuwait để củng cố sự phòng vệ cho các căn cứ và các nhân sự của Mỹ trong khu vực. Hôm 2 tháng Giêng, quan chức quốc phòng của Mỹ cho biết sẽ gửi thêm binh sĩ Mỹ nếu cần. Và các giới chức quốc phòng cũng đã chuẩn bị cho cuộc tấn công mới. Với những lời lẽ của Tổng thống Mỹ Donald Trump và những gì chúng ta có thể thấy, đây sẽ là một bước ngoặt trên toàn thế giới và chúng ta sẽ cùng theo dõi qua các bản tin tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của VOTV.